Nam Anh kính chào quý vị hôm nay thứ ba 24 tháng 3 năm 2020. Để với bản tin Hoa Tình Đốn tối nay là tiết mục vinh danh Thiếu tướng Lê Minh Đảo do Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa thực hiện. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 1 do Destiny Nguyễn trình bày, võ tiền toàn, giáp hình. hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, vô cùng xúc động khi được tin Thiếu tướng Lê Minh Đảo, cựu tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa, đã mệnh chung vào lúc 1 giờ 45 chiều ngày 19 tháng 3 năm 2020 tại tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. Tập thể hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, thành kính chia buồn cùng đại gia đình quân lực Việt Nam Cộng hòa và tang quyến. Chúng tôi, xin được vinh danh Cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo, cựu tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa. Sư đoàn 18 Bộ Binh là một trong ba đơn vị chủ lực quân trực thuộc Quân đoàn 3, Quân khu 3 của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được hình thành từ các trung đoàn 43, 48, 52, Bộ Biệt Lập, cùng các đơn vị yểm trợ, tác chiến kỹ thuật, thiết đoàn 5 kỵ binh và các tiểu đoàn pháo binh. Phù hiệu sư đoàn là màu xanh nhạt, tượng trưng cho bầu trời màu xanh, màu xanh đậm tượng trưng cho màu đất, và cung tên dựa vào truyền thuyết nỏ thần thời An Dương Vương. Sư đoàn 18 bộ binh có phạm vi hoạt động và trách nhiệm khu 33 chiến thuật, bao gồm những tỉnh Biên Hòa, Long Khánh, Phước Tuy, Bình Tuy và đặc khu Vũng Tàu. Ban đầu, Sư đoàn 18 được đánh giá là đơn vị kém cỏi nhất quân đội. Tuy nhiên, đến khi thiếu tướng Lê Minh Đảo về làm tư lệnh đã đưa sư đoàn trở thành đơn vị sánh ngang với sư đoàn 1 bộ binh vùng giới tuyến. Thiếu tướng Lê Minh Đảo tốt nghiệp khóa 10 trường Võ bị quốc gia Đà Lạt và ông lúc đó vừa đúng 20 tuổi, là một chiến sĩ rất dũng cảm. Chẳng mấy chốc mà số huy chương tưởng thưởng của ông đã đầy hết ngực áo. Nhưng với bản tánh khiêm tốn, hiếm khi người ta thấy ông đeo những chiếc huy chương đó. Thiếu tướng Đảo là một trong những vị tướng đi lên chức vụ của mình bằng những chiến công hiển hách ngoài chiến trường. Ông đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội, từng làm tỉnh trưởng chân thiện và Định Tường. Đỉnh cao nhất trong đời quân ngũ của ông là Tư lệnh sư đoàn 18 Bộ binh từ tháng 4 năm 1972, vinh thăng chuẩn tướng tháng 11 năm 1972. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Trần Văn Hương gắn đề tam đẳng bảo quốc huân chương và vinh thăng ông lên thiếu tướng. Thiếu tướng đảo nổi tiếng là một vị tướng thanh liêm, cần mẫn, năng động, kiên quyết và trí dũng song toàn. Tướng đảo luôn quan tâm chăm sóc đời sống của thuộc cấp và gia đình họ ông luôn có mặt ở những vị trí tiền tuyến của sư đoàn để nâng cao tinh thần chiến binh nguyên tắc làm việc của ông mà ông đòi hỏi các cộng sự viên phải tuân thủ và liên lạc xuống dưới ít nhất hai cấp thí dụ một trung đoàn trưởng phải nắm được tình hình tận cấp đại đội hay thấp hơn nữa với hệ thống làm việc sát cánh này tinh thần binh sĩ lên rất cao vì lúc nào họ cũng nghe thấy cấp trên đang có mặt bên cạnh. Họ đền đáp sự quan tâm ấy bằng những chiến thắng vang dội và lòng trung thành tuyệt đối. Phụ tá tư lệnh sư đoàn là một dàn sĩ quan xuất sắc. Đại tá hứa yến lến, tham mưu phó, kim tham mưu trưởng hành quân sư đoàn 18 bộ binh, cánh tay phải của thiếu tướng đảo, cùng chia sẻ gánh nặng chiến cuộc trong những ngày tàn khốc. Đại tá lớn trong suốt đêm 20 tháng 4 năm 1975, triệt thoái ra khỏi xương lộc đã đảm nhận trọng trách bảo toàn đoàn cơ giới cồng kền của sư đoàn. Trong đó có hai khẩu đại bác, 175 ly của quân đoàn 3. Và ông đã đem toàn bộ cơ giới ấy nguyên vẹn về được căn cứ Long Bình, Biên Hòa. Trấn đóng ở những điểm trọng yếu bảo vệ Xuân Lộc là những cấp chỉ huy trẻ tài giỏi của quân lực Việt Nam Cộng hòa với đại tá Lê Xuân Hiếu, trung đoàn trưởng trung đoàn 43, trung tá Trần Minh Công, trung đoàn trưởng trung đoàn 48, đại tá Ngô Kỳ Dũng, trung đoàn trưởng trung đoàn 52, thiếu tướng đảo đặc biệt để ý nâng đỡ các sĩ quan cấp thấp và trao gắn cấp bậc vinh thăng lên nắm những tiểu đoàn với dàn sĩ quan trung đoàn tiểu đoàn đầy tài năng thiếu tướng đảo có thể yên tâm nghênh chiến với quân cộng và vị chỉ huy lực lượng địa phương quân và nghĩa quân Long Khánh cùng hợp tác phòng thủ Xuân Lộc là đại tá Phạm Văn Phúc đại tá Phúc xuất thân từ binh chủng Biệt động quân nổi tiếng là một sĩ quan xuất sắc và rất dũng cảm ông được điều về làm tỉnh trưởng Kim tiểu khu trưởng Long Khánh ngày 1 tháng 4 năm 1975. Một thời điểm, có lẽ quá muộn để ông có thể chấn chỉnh nâng cao tinh thần và khả năng chiến đấu của các chiến sĩ diện địa. Tuy nhiên, được chiến đấu dưới quyền của một đại tá mũ nâu trẻ, tận tụy trong tinh thần huynh đệ chi binh, các chiến sĩ diện địa đã đánh những trận long trời, bắn cháy nhiều chiến xa địch và giữ vững mặt trận Xuân Lộc trong vòng 12 ngày đêm